chương không cao nhân đắc đạo bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ô ly trấn lật hà thôn bên ngoài lạc hà núi hoang hai đạo ẩn chứa màu xanh mờ mịt hồng quang phi kiếm từ hư không bay thấp mà xuống lưu quan tiêu tán hai tên áo tím váy sa nữ tử xuất hiện ở dưới núi cũng ngửa đầu nhìn về phía mảnh này núi hoang trên núi hoang có một tòa tàn phá cổ lão chùa miếu tại cái này mênh mông mà mênh mông trên núi hoang, kia chùa miếu nhìn mười phần nhỏ bé, giống như một trận gió, liền có thể đưa nó thổi đến thất linh bát lạc. Căn cứ tin tức, nơi đây, chính là lật hà thôn tế tự tế đàn chi địa, là một chút niên kỹ già yếu mà ngu mùi vô tri các thôn dân khẩn cầu trời xanh che chở địa phương. Mà lại, nhìn nơi đây, như thế tàn phá, căn bản không giống như là cái gì nơi đắc đạo A, loại địa phương này, thật có như vậy nghịch thiên thiên cơ đại sư ta. Một khí chất như tiên áo tím váy sa thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu lên, có chút chất vấn nhìn bên cạnh thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia nghe vậy, cười một tiếng, đôi mắt đẹp lập tức trở nên sáng ngời lên. Yên tâm, vì đại sư này là có thật có thể lực, đợi lát nữa, ly tỷ tỷ liền biết. Thiếu nữ tên là Một Vũ Hề, chính là vạn ly thánh địa một chân truyền đệ tử. Mà bên người nàng tên kia tuyệt sắc thiếu nữ, thì là vạn ly thánh địa thứ nhất thánh nữ, ly tiên tử. Ly Tiên Tử, bản danh Hoa Tử Yên, nhưng thân phận của nàng cùng lai lịch, lại không người biết được, ngoại nhân chỉ biết nàng vì Ly Tiên Tử, cho là nàng danh tự bên trong, có một cái Ly chữ. Hoa Tử Yên cùng một vũ hề, mặc dù thân phận có khác, nhưng là quan hệ lại tình như tỉ muội. Mà tại biết Ly Tiên Tử một mực tại tìm kiếm có được thiên cơ thần toán, phương diện năng lực tu sĩ tin tức về sau, một vũ hề liền lập tức vì ly tiên tử giới thiệu dạng này một vị chân chính kỳ nhân. Những năm gần đây, hoa tử yên kỳ thật đã hoàn toàn đối thiên cơ thần toán, phương diện người tu hành, triệt để đoạn mất hy vọng, dù sao, nàng thấy qua rất rất nhiều lừa đời lấy tiếng hạng người, trong lòng, thậm chí đã rất phản cảm. Nhưng, nhưng cũng không chịu nổi một vũ hề quấy rầy đòi hỏi, cho nên cái này mới miễn cưỡng rời núi tới gặp thấy một lần. Cũng không từng muốn, vừa nhìn thấy dạng này một loại hoàn cảnh trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là rất thất vọng chân chính cao nhân đắc đạo cho dù phản phát quy chân khí thế kia cái kia đạo vận dù sao vẫn là sẽ không hình tồn tại nhưng nơi đây hoang dã thê lương thậm chí thỉnh thoảng còn có âm phong trận trận nơi này xác định là kia cao nhân đắc đạo chỗ ở mà không phải yêu ma quỷ quái hoành hành chi địa mang theo những này nghi hoặc Hoa Tử Yên cùng một vũ hề đã đi tới đỉnh núi Miếu Hoang trước đó. Tiến vào Miếu Hoang, Hoa Tử Yên đầu tiên liền thấy được loạn thất bát tao trưng bày các loại dân gian trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái pho tượng, những này đều là một chút các thôn dân loạn thất bát tao tín ngưỡng, trên thực tế, dưới cái nhìn của nàng, thật sự là ngu muội buồn cười. Lại hướng chùa miếu bên trong trong phòng nhìn lại, bên trong, ngược lại là đường đường chính chính xuất hiện một chút chân chính đại nhân vật, một chút pho tượng nhưng là pho tượng kia rách nát mà mơ hồ pho tượng phía dưới cũng không có cái gì cung phụng vết tích nhìn lộ ra mười phần không có thành ý cái này hoàn toàn là ngay cả mặt tiền đều chưa từng có a à. trời sinh tính có chút bệnh thích sạch sẽ đồng thời lại có chút truy cầu hoàng mỹ hoa tử yên trong lòng trên cơ bản đã phủ định nơi đây chủ nhân năng lực không nói khác chỉ là sinh hoạt tác phong bên trên liền có thể nhìn ra một người tâm tính càng không nói đến phàm là thiên cơ thần toán, tầm tính thường thường có thế áp đảo vạn tượng hồng trần phía trên, làm được thượng thiện nhược thủy, thái thượng vong tình. Nhưng nơi đây, hoa tử yên không nhìn thấy nửa chút đạo ngân vết tích, không cảm giác được nửa điểm thiên cơ huyền diệu khí tức. Xem ra, lại là một cái lừa đời lấy tiếng, lấy thiên cơ đại sư chi danh giả danh lừa bịp xem thế người, mà khả năng lừa vũ hề mùi mùi tín nhiệm, hơn phân nữa, là loại kia xảo ngôn lệnh sắc, ba hoa chích chòe hạng người. Hoa tử yên lần nữa làm ra phán đoán, đồng thời, trong lòng thất vọng chi ý, càng sâu. Hoa tử yên ánh mắt chết đi, rất nhanh, nàng liền thấy được pho tượng một bên khác, trên giường gỗ lặng lặng ngồi xếp bằng áo trắng nho sam thiếu niên. Thiếu niên ước chừng 17-18 tuổi, phong thần như ngọc, tuấn giật siêu phàm. Chỉ xem nhan giá trị, ngược lại là nhất đẳng tuấn tiếu. Thấy cảnh này, hoa tử yên bỗng nhiên trong lòng hơi động, hạ giọng, trêu ghẹo nói, vũ hề ngươi sẽ không phải là để cho ta tới nhìn một chút ngươi trong suy nghĩ tiểu lan quân a à. thốt ra lời này một vũ hề gương mặt xinh đẹp lập tức sinh ra ngượng ngùng đỏ ửng đồng thời nàng trong mắt đẹp cũng hiện ra một phần vẻ bối rối ly tỷ tỷ cũng chớ nói lung tung tô đại sư thôi diễn thiên cơ năng lực cực kỳ lợi hại chúng ta cũng không thể đối đại sư bất kính hoa tử yên nghe vậy âm thầm lắc đầu thầm nghĩ thiên cơ năng lực cho dù là thiên phú trác tuyệt người, lấy thiên cơ các chủ làm thí dụ, cũng đều muốn vượt qua trăm tuổi mới có thể chân chính trưởng khống thôi diễn nhân quả chi lực, mới có thể có nhất định cơ hội nhìn thấu thật hư. Mà ngươi cùng ta đề cập Tô Ly Tô Đại Sư, dưới mắt xem ra, tuổi mới 18, huyết khí hư thua thiệt, sao có thể có thể là có thể chấp trưởng thiên cơ cao nhân đắc đạo. Vũ Hề dù sao cũng là hạch tâm chân truyền, nhanh là thánh nữ tồn tại, lại này một ít nhãn lực đều thiếu nợ thiếu a cũng được Ta lần này thuận tiện tốt nhìn một cái Cái này nhìn rất bình thường thiếu niên Đến cùng có cái gì thiên cơ chi đạo phương diện bản sự Nếu là hắn có thế có phổ thông Xem thế người một hai thành bản lĩnh Lần này hắn lừa gạt vũ hề mùi mùi sự tình Liền không tính toán với hắn Nếu không Hoa tử yên ý nghĩ trong lòng hiện lên Rất nhanh lại giữ vững trầm mặt Dưới mắt nàng cũng đã nhìn ra mộc vũ hề giống như là bị vị này cao nhân đắc đạo cho hoàn toàn lừa gạt đến mức đối vô cùng tín nhiệm lúc này nàng nói cái gì đều là vô ích không bằng tại chỗ đem người này nội tình vạch trần cũng tốt để vũ hề mùi mùi mở mang kiến thức một chút thế gian này lòng người hiểm ác dù sao người khác không biết nhưng hoa tử yên trong lòng minh bạch mộc vũ hề thế nhưng là trăm năm khó gặp đặc thù đỉnh lô thể chất một khi tới âm dương hợp đạo nhà trai sẽ thu hoạch được cực kỳ to lớn chỗ tốt. Hai người trong lúc nói chuyện, đã tiến vào chùa miếu bên trong chính điện. Mà động tĩnh như vậy, cũng làm cho kia ngồi xếp bằng tu hành cao nhân đắc đạo, mở hai mắt ra. Một khắc này, hoa tử yên chợt phát hiện, cái này môi hồng răng trắng thiếu niên, đôi mi thanh tú như kiếm, mắt như sao trời, xem xét, liền có được khó nói lên lời linh tính cùng khí chất. Liền phản phất, đương thiếu niên này mở mắt ra, sau khi đứng dậy, cả phòng quan mang, đều bởi vì hắn mà trở nên ẩm đạm rất nhiều. Nguyên bản, Hoa Tử Yên trong lòng đã vào trước là chủ đối với người này có ấn tượng xấu, lúc này cũng vẫn nhìn không được hai mắt tỏa sáng. Xin hỏi công tử, chính là Vũ Hề Mùi Mùi đề cập cao nhân đắc đạo sao? Hoa Tử Yên trực tiếp hỏi nói dạng này phương thức nói chuyện, rất đường đột. Hoa Tử Yên vốn không thiện ngôn từ, cũng chưa từng nhập thế, thân phận địa vị các loại, không phải bình thường, xưa nay tiếp xúc cũng đều là a à dua lấy lòng nàng hạng người là lấy nói chuyện như vậy liền ngay cả một vũ hề đều không cảm thấy không đúng như tiên tử trong lòng cho rằng là đó chính là không phải cũng thế trái lại cũng thế tô ly thần sắc lạnh nhạt không kiêu ngạo không tự ti ừm công tử ngược lại là rất tự tin bất quá ngươi đã danh xưng biết được quá khứ tương lai lại không biết phải chăng biết được ta là ai phải chăng biết được hôm nay ta cùng vũ hề muội muội sẽ đến đây phải chăng biết được chúng ta đến đây lại đến cùng là vì cái gì hoa tử yên cũng nghiêm túc tại chỗ nổi lên tô ly nghe vậy ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hoa tử yên đối mặt dạng này trực tiếp ánh mắt hoa tử yên trong lòng có chút không thích nhưng cũng không có mở miệng trách cứ mà là thần sắc lạnh lùng nhìn thẳng tô ly tiên tử yêu cầu sự tình không thể coi thường nếu là tại hạ toàn bộ nói đúng, tiên tử không những không thừa nhận, ngược lại giết người diệt khẩu, thật là như thế nào. Hoa Tử Yên nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, lấy nàng thế lực sau lưng, lấy nàng thân phận bối cảnh mà nói, sẽ còn làm ra loại này không có đảm đương, làm cho người khinh thường sự tình. Giết người diệt khẩu. Hoa Tử Yên trong lòng, thậm chí sinh ra một vòng buồn cười cảm giác, thiếu niên này, thật đúng là biết ăn nói, nói đến nàng đều hơi kém tin thế gian này, còn có để nàng chọn giết người diệt khẩu tin tức sao? Hoa tử yên trong lòng, rất là xem thường, thế gian này, như vậy thiên cơ đại sư, thật sự là quá nhiều, động một chút thì là cái gì thiên cơ bất khả lộ, sau đó một mặt cao thăm mặt trắc dáng vẻ. Những năm này, nàng gặp quá nhiều quá nhiều loại này, thậm chí đã sinh ra chán ghét chi tâm. Lại không nghĩ, lúc này, cái này cái gọi là cao nhân đắc đạo, lại tới đây một bộ. Hoặc là, Thuần miệng nói vài lời, tiên tử vận mệnh long đông, nhưng lại có một ít kỳ ngộ tạo hóa. Thật tình không biết, người tu hành, nếu vì thiên kiêu, hơn phân nửa đều sẽ có kỳ ngộ tạo hóa, chắc chắn sẽ vận mệnh long đông, hay là ngẫu nhiên có một hai lần kiếp nạn loại hình. Những này, chẳng phải là đều là nói nhảm. Như, người này liền dựa vào này một ít lắc lư năng lực lừa gạt một vũ hệ, thậm chí là có khác trắp tâm, hoa tử yên không ngại, hảo hảo trừng trị đối phương một phen nói loại lời này, không có chút ý nghĩa nào, người đã thôi diễn năng lực xuất chúng, đã biết được xuất thân của ta cùng lai lịch, tất nhiên là biết được, ta sẽ không giết người diệt khẩu, ta bình sinh, thống hận nhất loại kia động một chút lại muốn giết người diệt khẩu đồ vô sĩ. Càng không nói đến, vũ hề mùi mùi cũng tại, ngươi không tin được ta, dù sao cũng nên tin được nàng A. Hoa tử yên ngữ khí, đã có chút bất thiện. Tô Ly nghe vậy, ý vị thâm trường cười một tiếng, nói được đã tiên tử nói như vậy kia tại hạ liền vì tiên tử thôi diễn một phen tốt trước đó lời đầu tiên ta giới thiệu một chút bản nhân tô ly tô là vạn vật khôi phục tô cách là thăng trầm cách hoa tử yên thần sắc bình tĩnh đồng thời ngăn cản một vũ hề nói chuyện khẽ vuốt cầm nói nói đi tô ly khẽ gật đầu ánh mắt khóa chặt hoa tử yên thầm nghĩ lam nhạc khóa chặt người này mở ra người này nhân sinh hồ sơ nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả